Chào mừng mọi người cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho cả nhà một lô đất rất là đẹp trong khu Kiều Đàm. Lô đất với diện tích 4,5 x 14,5. Thì như quý anh chị nhìn thấy thì hiện tại trước mặt lô đất là con đường 7m và xung quanh khu vực là nhà xây dựng rất là nhiều. Và ở đây là xây dựng tự do, một trệt, ba lầu sân thượng. Khu này thì rất là an ninh nha cả nhà. Đây là mặt tiền phía trước của lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu mọi người. Trên khuôn viên của lô đất này thì còn 3 lô liền nhau, đều có diện tích là 4,5 nhân cho 14,5. Và lô đất này hướng đông. Nhìn từ trên cao nhìn xuống thì lô đất, 3 lô đất liền nhau đang bán ra. Mỗi lô với diện tích là 4,5 x 14,5 và hướng đông đối diện một biệt thự rất là lớn. Khu dân cư này thì thoáng mát, xe cộ đi lại lưu thông rất là dễ dàng vì một số con hẻm ở đây thì thông nhau. Như quý anh chị đang thấy thì xe hơi qua lại rất là dễ dàng và tránh nhau thoải mái. Và điều đặc biệt là khu dân cư Kiều Đàm này an ninh bảo vệ 24/24, rất là gần hai mặt tiếp giáp sông nên khu dân cư này rất là thoáng mát. Khi di chuyển vào khu dân cư Kiều Đàm thì có thể đi qua bằng đường D4 và đi qua cây cầu Kiều Đàm. Từ vị trí của lô đất đi ra đường lớn 20m như trên hình, mất khoảng 200m. Và dọc theo cung đường lớn 20m này thì rất là nhiều quán xá bán và đặc biệt có Bách Hóa Xanh. Như quý anh chị thấy là khu Kiều Đàm nối liền với khu dân cư Him Lam. Tiếp giáp với khu Kiều Đàm là có căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, căn hộ Sunrise City View. Từ vị trí của lô đất thì mình có thể đi đến khu dân cư Him Lam chỉ mất khoảng 2 phút. Mình đi đến Lotte Mart tầm khoảng 3 phút. Mình qua quận 4 4 phút và mình di chuyển về chợ Bến Thành tầm khoảng 7 phút. Như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư này tiếp giáp với đường Nguyễn Hữu Thọ. Đây là cửa ngõ đầu tiên của quận 7. Nên khi mà quý anh chị di chuyển về quận 7 thì sẽ gặp ngay khu dân cư Kiều Đàm phía bên tay phải. Để có thông tin, nhiều thông tin hơn về lô đất, quý anh chị alo ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.